các bạn ở xa các bạn có thể ra đây. Lên tổ nhận nhá. Đây nhá, cái này đây là một mô hình kiểu mẹ này, được chưa? Mô hình người ta làm ở các lớp này, như này, bình thường như này, đúng không? Cái này là chúng tôi vừa nói rồi, cái này là cái gì đấy? Thần kinh này, kinh. Đi qua đây. Thế như vậy đi xuống bìu này, như vậy cái phần ở dưới đấy, các bạn nhìn ra đây. Đây chính là cái gì? Lớp bệnh nông. Nông đi vào, được chưa? Đây nhá, cái lớp đầu tiên này, tôi nói cho các bạn đây là cơ chéo bụng ngoài, đúng không? Chéo bụng ngoài khi ta cắt qua như này. Thì cái đấy phần đỏ này là cơ, và phần trắng này là cần, cần, đúng không? Lớp thứ hai này, đây là gì? Cơ chéo bụng trong, trong, được chưa? Lớp thứ ba, đây là cơ ngang bụng, ngang bụng. Lớp thứ tư là gì? Lớp thứ tư là khúc mạc, mạc ngang. Và lớp thứ năm là gì? Khúc mạc. Đây là chúng ta khái quát một chút về các lớp của cơ thành bụng, đúng không? Ở đây, cái ống bẹn này nó có gì? Các bạn tưởng rằng là cái ống gì có bốn thành, thành phía trước của nó này, được cấu tạo bởi cái gì? Cân của cơ chéo bụng ngoài. Thế cái cân này đi xuống dưới đây, nhá, thì nó tận cùng với hai cái trụ, là trụ trong và trụ ngoài. Thì cái này là trụ trong đây, có một củ mu nhá, trụ trong đây, đấy, trụ gì? Trụ ngoài. Ngoài đây, các bạn thấy cái đường nếp gấp này không? Cái trụ ngoài này, một phần của nó quặt ra phía đằng sau này, dây chằng, nó tạo thành cái dây chằng phản chiếu, dây chằng phản hồi. Ở giữa hai cái trụ thì chúng ta sẽ thấy là có những cái sợi đi từ trụ này sang trụ kia và ngược lại. Các sợi đấy gọi là các sợi gì? Sợi gian trụ. Và như vậy là cái toàn bộ cái đấy nó sẽ viền để tạo thành cái gì? Lỗ bẹn nông ở đây. Đấy, chỗ thần kinh đi ra này. Đấy, lỗ bẹn nông, được chưa? Và đây cũng chính là gì? Cánh trước của gì? Ống bẹn. Chưa? Đây. Thứ hai nữa là các bạn nhìn ra đây. Cái phần màu nâu nâu đây. Được chưa? Phần màu nâu nâu là do cái gì tạo thành? Cân của cơ gì đấy? Chéo bụng ngoài. Chéo bụng ngoài. Thế còn cái này là cái gì? Cân của cơ gì đấy? Ngang bụng. Cơ gì? Cơ ngang bụng tạo thành. Được chưa? Đấy. Nó sẽ bám từ đâu? Từ gai chân trước trên đến tủ mu. Và cái phần nâu nâu này chính là thành gì? Dây chằng bẹn và thành dưới của ống bẹn. Được chưa? Thành trước này. Thành dưới này. Đấy. Thành trên của nó là gì? Thành trên của nó này là cân của cơ chéo bụng trong và cân của cơ ngang bụng. Đây các bạn thấy cái đường may người ta may đây. Đấy, được chưa? Thì đây, cái này chính là liềm bẹn hay gân kết hợp. Được chưa? Trước này, trên này, dưới này. Đó. Và đây là gì? Thành gì? Thành sau của nó, thành sau của nó đây. Cùng có mạc ngang và sau mạc ngang chính là gì? Phúc mạc. Đấy. Thì cái phần xanh xanh này chính là dây chằng liên hố. Còn cái phần phúc mạc thì tôi vừa nhắc với các bạn rồi. Đây là gì? Dây treo bằng quang này, từng mạch rốn này, từng mạch từ phía dưới này, từng là nếp rốn trong, nếp rốn giữa này, nếp rốn trong này và gì? Nếp rốn ngoài, cố bẹn ngoài đây, cố bẹn trong này, cố trên bằng quang đây, được chưa? Thế đấy, toàn bộ cái đấy, nếu tôi gập vào như này, thì cái này chính là gì? Ống bẹn đây, ống bẹn đây, chính là cái khe này, được chưa? Tiếp theo ngón tay tôi luồn vào, ở đây chúng ta đi từ lỗ bẹn nông này đến đây. Tận đây và tận gì? Lỗ bẹn sâu này và tận đây là lỗ bẹn sâu. Sau đó lỗ bẹn sâu là chỗ đi ra gì? Của gì? Thường tinh và dây chằng. Như vậy các bạn thấy là gì? Lỗ bẹn sâu nó nằm ở đâu? Giữa mạc ngang và gì? Đó, phúc mạc. Giữa mạc ngang và phúc mạc đây. Đấy. Trong một số cái trường hợp gì? Thoát vị. Thoát vị là như nào? Tức là cái cơ thành bụng nó yếu này thì một số tạng này nó chui qua được cái gì? Cái lỗ bẹn sâu này theo cái đường này ống bẹn đi xuống gì? Xuống bìu. Ở nam thì hay gặp hơn ở nữ. Đấy, các tạng có thể thoát vị đấy là gì? Ruột non, ruột già này, thậm chí là cả gì? Màng núi lớn, màng núi lớn, chưa? Đấy, đấy là cái mô hình ống bẹn. Thì tí nữa các bạn sẽ lên thì quan sát để các bạn nhìn và hiểu rõ hơn cái mô hình ống bẹn này, chưa? Thế còn trên cái mô hình này, mô hình bằng vải này thì để cho các bạn hiểu thêm này. Rõ ràng hơn, được chưa? Rồi,